Toshiba, tầm nhìn hướng đến tương lai. Toshiba, một trong những thương hiệu hàng đầu thế giới trong lĩnh vực kinh doanh sản phẩm điện và điện tử gia dụng. Mang theo tiêu chí tầm nhìn hướng đến tương lai, công ty sản phẩm tiêu dùng Toshiba Việt Nam ngày càng xây dựng được niềm tin vững chắc của khách hàng Việt Nam đối với thương hiệu Toshiba thông qua những dòng sản phẩm gia dụng mang công nghệ tiên tiến như dòng sản phẩm TV, máy giặt, điều hòa. Đây chính là lý do vì sao Toshiba luôn là thương hiệu nằm trong top sản phẩm bán chạy trên thị trường Việt Nam nói chung và tại Suba.vn nói riêng. Top các sản phẩm thương hiệu Toshiba bán chạy tại Suba.vn. 1. Nồi cơm điện Toshiba 1.8 lít RC18 GFM 2 HVN. Hai. Máy xay sinh tố Toshiba 600WMX60T H. 3. Nồi cơm điện tử Toshiba 1 lít RC10NM FVN WT. 4. Quạt đứng Toshiba 50WLSA10KVN. 5. Lò vi sóng cửa Toshiba 24 lít MWK2MM24BC BK. 9. Sách bảo hành. Các sản phẩm của Toshiba tại Suba.vn sẽ được bảo hành chính hãng bởi chính thương hiệu hoặc các đại lý, cửa hàng được ủy quyền. Sản phẩm sẽ được bảo hành và sửa chữa miễn phí khi còn thời gian bảo hành theo quy định. Khi đến bảo hành, khách hàng chỉ cần mang theo giấy bảo hành hoặc hóa đơn mua hàng tại Suba.vn. Nhiều ưu đãi khi mua hàng tại Suba.vn. Khi mua hàng tại Suba.vn, quý khách được miễn phí vận chuyển và nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá lên đến 30%. Liên hệ hotline 0931677845. Địa chỉ 54/8 An Nguyễn Bình Khiêm, phường Đa Cao, quận 1. Fanpage https://facebook.suba.vn. Website https://suba.vn.